Thế Mạnh thì ốm như thế nào đấy ông Mạnh ấy? Ốm mà ốm từ hôm qua về hôm nay nó không thích chơi mấy. À, thế là bây giờ Mạnh đang ngủ thế kìa ông? Vâng, có nó chứ. Nó bảo cho ở trong trường thì nó kinh phí mua xét này, mua ghế này, quần áo áo trắng này. Thứ hai là bảo thể dục, sao cử. Mạnh bị ốm à? Mày đứng dậy cho chú xem nào, nào ngồi dậy xem nào. Bị ở đâu xem nào. Ôi dồi ôi, sao lại bé tí mà cũng vắt này, không biết là đây có phải là, đây là ai vắt cảm cho. À chắc là Mạnh bị thế thì không có cách nào đấy. Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 6 tuổi thôi. Cái người thân duy nhất là chỉ có một người ông. Ông thì năm nay là cũng sắp xỉ là gần 60 tuổi rồi cô bác ạ. Tầm độ 10 năm nữa thì Mạnh là được Mạnh tầm độ 10 năm nữa thì Mạnh có thể là được 16 tuổi. Còn là ông thì đến lúc đấy là đã được là 70. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì có lẽ là một cái video mà khá là tối rồi cô bác ạ. Và hiện tại thì mấy anh em thợ vẫn còn chưa có nghỉ cô bác này. Ở phía bên ngoài thì cũng có thêm là một cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này thì cũng được là hai chị Đặng Nguyệt Thúy dành tặng cho hai ông cháu. Đấy, cũng hầu như là chưa có cái video nào mà cháu Lực là ghi hình là muộn như này cả cô bác ạ. Đấy, video hôm nay thì cháu Lực ghi hình là khá là muộn một chút. Có thể là những cái phần ánh sáng thì sẽ không có được là được đẹp. Và cái chất lượng âm thanh thì nó sẽ nghe được không được rõ mấy. Cho nên là rất là mong các bác là thông cảm cho cháu Lực hôm nay cô bác nhé. Đấy, ở dưới này thì là công việc của mấy anh em đội thợ thì là ở video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là mấy anh em đội thợ đã hoàn thiện xong cái phần là cây sang ngang này rồi cô bác này. Có lẽ là ở một cái video sau trong thêm là 1-2 ngày tới thì mấy anh em thợ hoàn thiện nốt là cái phần mặt bên dưới thì sẽ được lập tôn lên rồi cô bác nhé. Ở đây thì hầu như là cái ngôi nhà nào làm thì cháu Đức cũng đều là cho mấy anh em thợ là khi mà hoàn thiện xong cái phần xây lên các bác thì cho mấy anh em thợ là chắt thêm một chút nữa để làm sao mà lập cái phần mái xong thì nếu mà trời mưa thì có thể là vẫn tiếp tục là làm được cô bác nhé. Ở phía dưới này thì mấy anh em thợ vẫn đang miệt mài không biết là làm thêm cái công đoạn gì đây cô bác. Này thì hôm nay sao mình làm muộn thế hả chú Toán? Hôm nay buổi trưa chỗ này nó ướt quá nó không cho được. Vâng. Thế là bây giờ mình phải hoàn thiện thêm à? Vâng. Để cho nó đến tối nó khô khô thì mới cho được. Vâng. Sáng nay ông mới đào đào đất đi thì nó. À, sáng nay là ông đào là các chú là chưa thể làm được đúng không? Vâng. Nhưng mà cái này để ngày mai mình làm không được hả chú hay là mình mai nó cũng không ấy được rồi. Thế là mình hoàn thiện cái phần nào thì mình phải làm cho nó xong đúng không? Vâng. À, ra phía bên này là bên này là vợ của chú Toán với lại chú Toán là đang soi đèn pin cho nhau. Còn là bên này thì vợ chồng của anh Phong. Này có vẻ không đổi nhau được đấy anh Phong nhỉ? Không đổi được chứ. Thế mới tình cảm nhé em. Đúng không? Này, đổi nhau là thế, tối nay thế nào về nhà cũng cũng có cái gì đó để nói đấy nhở? À không, cái đấy thì không thôi. Nếu lúc làm mệt làm thế mới tình cảm với nhau, ngồi với nhau để mà xoay đèn làm này. Về là mỗi người ở một nơi
Vậy là mỗi người ngủ một chỗ. Đây là hoàn thiện nốt chỗ này thì mấy anh em cũng nghỉ được chưa anh? Làm xong cái này nghỉ thôi. Tối không nhìn thấy gì nữa. Đấy, còn phải là dùng bằng cái đèn pin điện thoại phải không bác ạ? Này có bao giờ mà anh đi làm đâu mà muộn thế này không anh? Ui có nhiều chị em. Bây giờ một trăm hành động mình không thể tránh khỏi cái này mà. Vâng. Sớm thì nó không sao được. Đây, ở đây nếu mà hôm nào mà mấy anh em nội thợ cũng cái công việc như thế này đấy cô bác thì sẽ sớm ngày là hoàn thiện. Đây bây giờ thì hiện tại là 18 giờ là 42 phút rồi cô bác ạ. Đấy, để em ra bên này. Ờ bên này là chưa chát đổ anh, bên này ấy. Bên kia chưa. Ờ bên này là còn là một chút này. Mai nữa là xong rồi. Vậy công việc của mấy anh em đội thợ là em qua thì tối hôm nay là có vẻ như là nghỉ muộn hơn hôm nào cũng nghỉ như hôm nay là chỉ có mỗi hôm nay thôi à chú Toán? Hôm nào nó do thôi. Có mỗi thì mình muốn nghỉ sớm. Lúc này là công việc của mình nó xong sớm thì mình nghỉ đúng giờ chú nhỉ, còn là có lúc thì có những công việc nó phát sinh thêm thì là nghỉ muộn hơn cô bác ạ. À vâng. Nếu mà hôm nào mà các cô với lại chị là vui vui tính là trộn vứa độ tầm là 2-3 xô thì chắc là tầm độ 8-9 giờ mới nghỉ nhờ. Hôm nào vui vui tầm 4 giờ làm cho 2-3 là được rồi đấy. Vâng. Đấy ở bên này thì ở ra phía bên này thì rất là sáng cô bác nhé, ra phía bên này ấy. Chỗ này là cũng hết à chú, chỗ này ấy. Xong rồi. À thế là bây giờ xong đúng không? Ôi ông thì vừa mới đi chặt cây chuối về này cô bác này. Đẹp dần rồi đấy nhỉ. Đấy phía mặt bên này là hầu như là hoàn thiện rồi. Còn công việc của ngày mai thì nói trước một tí được không anh? Công việc ngày mai thì sẽ làm gì anh? Chắc đang sâu bờ bên kia. Vâng. Còn tìm bên ngoài trong này buổi chiều, nếu mà buổi chiều giữa này là mình ra eo các bạn không? Vâng. Đằng sau. Vâng. Lớp bề mưa mới cắt được. Vâng. Lớp thì như sáng nay sáng thế này từ từ mưa. Vâng. Cái này là làm xong là phải ngâm đấy nhỉ, không là mai là không xoa được thôi. Và những cái đồ nghề của mấy anh em thợ là sau khi mà hoàn thiện nó là phải ngâm vào trong nước này mai mới tiếp tục là làm được các bác, chứ không là xi nó cứng là làm mà khó lắm. Những cái điểm này là thủng tay rồi đấy. Lâu anh. Rồi, có vẻ như là dùng nước. Cái bao tay của anh hỏng hết rồi à? Bao tay của anh thủng à. Có vẻ như là thấy là anh xem nào. Là thấy rát đầu rồi đấy. Đấy là tay là tiếp xúc với lại xi nhiều quá nên là bị trắng hết cả da luôn rồi. Đây, hầu như là khi mà mấy anh em thợ là khi mà chắt xong nghỉ các bác nhá, vứa này dọn là phải nói là cực kỳ sạch các bác. Hầu như là nó không được 100% thì nó độ tầm độ là 80-90% cả. Ở đây thì cháu Lực nói mà không ghi hình thì các bác lại không có tin. Đấy, nhưng mà các bác nhìn thấy này, hầu như là không còn một tí vứa nào để mà sót lại luôn đấy. Đấy, tính của cháu Lực thì là soi rất là kỹ cho nên là đôi lúc thì mấy anh em thợ cũng sẽ nhìn hơi chán một chút anh nhỉ, tỉ mỉ quá ấy. Khi mà nhìn thấy tỉ mỉ quá thì chắc là cũng nghĩ à chắc là thằng này vấn đề gì ấy nhỉ. Đấy, vừa rồi thì thấy là ông là vác ra một cái chuối ở đây không biết là thái chưa. Anh nhà ông thì hiện tại là ở bên này thì cũng có một cái bóng đèn năng lượng mặt trời các bác nhá. Bóng đèn năng lượng mặt trời này thì là đầu tiên cháu Lực là xuống gặp cho ông thì là được phần quà là của bà bé là gửi cho. Đấy, và thứ hai thì là cái bóng đèn năng lượng mặt trời này thì cũng được là hai chị người Thúy. Và tiếp theo nữa là một cái
nguồn điện mà hai ông cháu thế sử dụng đến mãi mãi luôn các bác, không biết là đến bao giờ. Đây, một cái bồng nguồn điện là rất là sáng. Ông ăn cơm chưa? Chưa nấu cơm đâu à? Hôm nay nấu cơm muộn đấy. À đây, ông gửi một lời chào tới các bác không? Chào các bác, các chị nhá. Công việc của ông thì làm xong chưa? Xong rồi à? À. Đấy, bây giờ thì rất là sáng các bác ạ. À đây ông còn dùng đèn pin, là đèn pin của ông hay đèn pin của anh nhé? Pin của ông. Pin của ông à? Thế là bây giờ là mấy anh em thợ là ai cũng về nhà, ai lại về nhà nấy à anh? Wow. Không biết là liệu ông có đun nước không nhỉ? Cái con này mang về anh? Con anh để cất kia chỗ chó của ông. À. À tối gặm dây là mai là ở đây gặm muối đấy. Dưới nhà ông thì cháu Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi các bác, là có rất là nhiều dín. Thưa các bác, hiện tại thì công việc của mấy anh em đội thợ thì đã xong ngày hôm nay rồi. Mấy anh em đội thợ đã di chuyển là đi về hết rồi các bác. Còn ra phía bên này thì là hai ông cháu là lủi thủi là nấu cơm ở đây. Thì cháu Lực sẽ ghi hình thêm một lúc nữa thì cháu Lực cũng sẽ làm mới về. Ông bây giờ đang nấu cơm hả ông? À. Đây là nấu cơm hay nấu cháo đây không? Nấu cháo á? Tại ông đeo cái này một cái để mấy người nghe thấy. Từ từ nhá. Này, không đeo mic gì một tí là ông ấy nói nhỏ quá nên là không nghe thấy. Thế là tối hôm nay là hai ông cháu là ăn cháo rồi à? Vâng. Mạnh đi đâu rồi ông? Thì nó ốm. Mạnh lại ốm rồi á? Ừ. Thế là hôm nay là hai ông cháu là có gì ăn không? Gì đâu. Làm cháo không rồi, cháu bị muối thì chín. À. Ồ. Thế Mạnh thì ốm như thế nào đấy ông Mạnh á? Nó ốm mà ốm từ hôm qua về hôm nay nó không thích chơi mấy. À thế là bây giờ Mạnh đang ngủ dưới kia không? Vâng. Là có bắt cảm cho nó không khỏi. À thế là bắt cảm không khỏi á? Và người nó nóng hết. À thế là Mạnh là đi học bị từ trong trường ra hay là bây giờ mới bị không? Vâng, từ sáng đi học ấy, chưa đi đó mình một tí rồi đi học về bị. Ồ, thế là ngày hôm nay là Mạnh còn là đi được trường không ông? Sáng nay đi mà. Sáng nay vẫn đi à? Thì ra nên thì đi học một buổi thôi. Vâng. Từ mới học chính thì đến cả ngày. Vâng, thế là Mạnh là vẫn còn chưa được ở trong đâu đúng không? Vâng. Thế bây giờ Mạnh thì ngày mai thì còn đi học nữa không ông? Mai ấy? Mai thì thứ bảy không học rồi. Mình thấy là thứ tư mới đi học. À. Thế về phần kinh phí, học phí đi học này thì bên nhà trường có bảo là nộp cái gì không? Có nộp kinh phí không? Có nộp chứ. Nó bảo cho trong trường thì nộp kinh phí mua xét này, mua ghế này, quần áo trắng này. Thứ hai là bảo thể dục, sao cử. Thế ông có tiền để mà đi mua chưa? Ông không có. Ông không có tiền? Không có tiền rồi. Đi chừ gà bé tí thì như gà đi bán. À, thế là ông định lấy gà đi bán để mà lấy tiền đấy để mà mua học phí cho Mạnh à? Vâng. Đây thì tầm bao nhiêu tiền ông? Tầm đến 1 triệu không? Tầm 1 triệu ấy, nó trong trường là nó ăn ở trong nữa thì tiền điện cho cái gì nữa thì tầm 1 triệu. À vâng. À, thế thì để xem như nào thì cháu xem là trích được tiền quý ra không. Nếu mà trích được tiền quý ra thì cháu bảo với ông nhé. Vâng. Chứ bây giờ thật sự ra số tiền đấy thì là vấn đề cho hai ông cháu dùng thôi đấy, nhưng mà cháu cũng không có dám trích tiền quý ra nhiều quá. Vâng. Thì sợ rằng là cái tiền kinh phí ở làm nhà không đủ đấy, nhưng mà bây giờ ông bảo là đem gà để đi bán. Gà này đi bán thì được một cân bao tiền không? Một cân được 100 thôi. Thời gian thì một cân 100.000 á? Vâng. À, thế là ông cứ nhóm bếp đi, ông nhóm bếp thì để cháu xuống kia xem là Mạnh một chút. À thế là tối nay là Mạnh là đòi ăn cháo cho nên là cả hai ông cháu là ăn cháo luôn à? Vâng. Này là ông ăn nấu bao nhiêu bát đấy? Nấu một ống à? Thế để cháu đi xuống ấy xem Mạnh một chút nhé. Ông ăn nấu cháo đi ông nhé. Vâng.
Thế là một tí nó cho Mạnh ăn cháo sâu. Thế là ngày buổi sáng nay Mạnh đi học thì có ăn gì không ông? Không có đi chả biết ăn gì không. À. Thế là thế Mạnh có bảo đói không ông? Bảo đói không bảo đói, không nói. Vâng. Ông thì có vẻ như là mấy hôm nay ông cũng hình như là vất vả thêm hay sao. Thế là ông, cháu nhìn thấy ông là gầy rồi. Ông đang suy nghĩ về chắc là không có tiền để đóng học cho Mạnh à? Vâng, đấy đối và đối với ông thì số tiền là 1 triệu các bác thì nó rất là lớn với ông. Đấy, bây giờ cả tài sản thì thật sự ra cái đắt giá nhất là chỉ có cháu của ông thôi. Đấy, có thể là lấy được những cái bó củi đi bán thôi. Thì cháu đi xuống xem Mạnh đang ngủ dưới kia hay là ngủ đây không? Ngủ dưới kia. Thế để cháu lực là xuống đây xem Mạnh một chút đó. Ôi, chỗ này thì phải nói là hai ông cháu thì bây giờ cũng chỗ này thì cũng khá là khó đi đấy các bác ạ. À, Mạnh thường ngủ đây. Mạnh bị ốm à? À. Mạnh đứng dậy cho chú xem nào. Nào ngồi dậy xem nào. Ngồi dậy chú xem nào. Xem nó còn nóng không. Rồi. À, hơi hơi. Nào quay quay ra đây một tí. Ngồi ra đây xem nào. Đằng sau này không biết là cái gì đây. À, thóc của bác ạ. Chú xem nào. Bị à, thấy khá là nóng của bác ạ. Thế là hôm nay là Mạnh vẫn đi học à? Thế là đi học về là mới bị ốm à? Mạnh ra đây ngủ lâu chưa? Lâu. Ngủ lâu rồi á. À, thế là nãy bảo vắt xá đâu, chỉ bỏ áo cho chú xem nào. Bỏ áo ra, cởi hết áo ra xem nào. Áo này có vẻ như là chật rồi cô bác, áo này như là có vài trước có phải ồ chật quá. Nào đã bị đâu xem nào. Ôi rồi. Sao lại bé tí mà cũng vắt à, này không biết là đây có phải là đây là ai vắt cảm cho ai, có phải ông không? À là ông, đây là ông vắt cảm cho à? Có đau không? Không, cái này không đau đâu à? À nào cho chú xem là sau nào. Ôi quay sau nào. Ôi rồi, đây là có băng này, đây thì cũng vắt tí hết này. Đã thấy ra là trẻ con này là không bị vắt cảm đấy, nhưng mà chắc là Mạnh bị thế này không có cách nào đấy. Thế Mạnh đã ăn cơm chưa? Chưa đâu à, có đói không? Đói à, nào quay ngồi quay ra đây xem nào, chú xem nào. Thường quá của bác ạ, nào ngồi quay ra đây, ngồi ra kia mặc áo vào đi. Đây đây, ôi ở bên này cũng bị vắt vắt hết à? Ôi dồi ôi, này này của bác này rất là thường. Nào bây giờ mặc áo vào đi. Đấy, vừa rồi thì không bỏ áo thì không có xem được. Đấy, mặc áo vào xong là một tí nữa ăn cháo nhá. Đằng sau thì vắt tím hết cả người rồi. Có lẽ là chắc là cũng bị cảm rất là nặng ấy. Nào ngủ xuống đi bây giờ ấy. Nào ngủ xuống đây. Ngủ xuống đây không đi nữa. Nào nằm, Mạnh nằm xuống. Nằm xuống rồi nghỉ ngơi đi. Đấy. Nào quay ra đây, quay ra đây để chú xem nào. Ra bên này tí để chú xem nào. Đấy, ngồi thấp xuống. Khá là thương các bác. Thế là Mạnh là bây giờ được nghỉ học mấy hôm à? Hả? Yeah. Không biết á? Thế đi học này cô giáo có dặn không? Không. Cô giáo có dặn bảo bây giờ đi học không? Có. Có à? Thế bây giờ thì Mạnh là ở đây nghỉ hơi nhá, ngủ nhá. Tí lúc nào mà ông ăn nấu cháo xong thì sẽ bảo ông là cháo xuống cho ăn. Hôm nay thì đi xuống ấy cô bác, cháu Lực cũng không biết là Mạnh là bị ốm chứ không là mua cháo gói xuống để cho Mạnh ăn rồi. Rất là thương cô bác. Năm nay thì mới chỉ có 6 tuổi thôi nhưng mà thấy là đằng sau của Mạnh là vắt xá là khi mà nhìn vào đấy. Vừa rồi Mạnh bảo muốn ăn cháo à? À. Để cho Mạnh, thế là Mạnh ở đây nhá. Rồi Mạnh ở đây Mạnh ở đây ngủ một lúc nữa, tí nữa nấu cháo xong thì chú với ông này cháo cho nhá.
Đấy, ở trong một cái túp lều này các bác. Cái này thì là cái túp lều mà cái nhà của bác chứ không phải là túp lều nữa. Từ lúc mà cháu được mới xuống là gặp hai ông cháu. Đấy, bây giờ thì sau một tháng nữa thì có lẽ là có thể là gỡ được cả cái túp lều nhỏ nhỏ bên này ở rồi. Đấy, chuyển sang ở bên nhà mới bên kia. Ông đang rửa tay hay đang làm gì đấy? Đấy, cuộc sống hàng ngày về ban ngày của hai ông cháu thì các bác cũng không có lạ lúng gì nữa. Có được ghi hình là rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây là một cái video về cuộc sống ban đêm của hai ông cháu. Cũng như là Mạnh là hôm nay là bị ốm nữa. Cháo của ông sắp chín chưa? Ôi, những cái dây điện này ông để cẩn thận ông nhá. Để lúc đến ban ngày đó ông ạ. Ban ngày rồi thì ông làm xong, bây giờ thì muộn rồi, tối rồi. Tí ăn cháo là ăn ở đây đâu chứ ông? Ăn ở đây đâu chứ? Thế là cháu bảo Mạnh lên đây nhá, không biết là Mạnh có lên được đây không? Mạnh ơi! Mạnh! Lên đây! Đi ra lên đây! Đi lên đây! Mạnh lên đây! Tại không ngủ nữa, lên đây xong rồi một tí nữa ăn cháo đi! Đi cẩn thận nhá! Đấy, đi cẩn thận nhá! Đấy, ra ngồi bên kia kìa. Đấy, ra bên kia là đi ra với ông đi. Chắc là Mạnh là cũng đỡ hơn một chút rồi ông nhỉ? Hôm qua lúc mà Mạnh bắt xá thì là Mạnh bị như thế nào không? Lúc thì cả người nóng cả người hết. Nóng cả người hết á? Thế ở nhà thì còn hết thuốc thang rồi à? Vâng, thuốc cũng không có thuốc gì. Nào một tí đã ăn cháo không Mạnh? Đợi một tí nữa. Đợi một tí nữa cùng chỉ mong phân chỉ nhỏ ăn cũng. Cái này cơm này thêm là không ăn nữa. Có chắc là đó rồi. Mạnh ra kia ngồi đi. Đấy, ra kia ngồi đi. Ngồi đợi chú với lại ông ăn nó cháo một tí. Nước sôi rồi. Cháo sắp được rồi. Không bị điện á. Ngồi kia kìa. Nó phải sôi lửa. Có vẻ như là lạnh hay sao đấy ông nhỉ Mạnh ấy. Thế là đi học là cô giáo bảo mua cái gì Mạnh có nhớ không? Có. Cô giáo bảo mua cái gì ấy? Ghế đỏ. Mua ghế đỏ à? Thế là về là Mạnh bảo với ông hay là cô giáo bảo với ông? Cô giáo bảo. À, cô giáo bảo với ông à? Ừ. Áo trắng thì không được. Không có tàu mà, áo trắng rồi. À, đó là mua cả áo nữa à? Ừ. Giày thì có rồi đúng không? Giày có rồi. Là bây giờ là mua quần trắng này, với lại là thêm là áo trắng nữa. Khăn đỏ nữa. Ghế đỏ. Khăn đỏ bỏ à? Khăn đỏ là bầu nội. Đấy, Mạnh ra kia ngồi đợi ông đi. Chứ mẹ, có quần mới nhiều lắm. Này, đêm này có vẻ như là mưa to, sắp lại chuẩn bị mưa đấy ông ạ. Cháu được thấy là có con muối này khá là nhiều các bác ạ. Đây. Có quá rồi, sáng nay mới mưa, hay như. Kéo điện này được tầm bao nhiêu hôm rồi ông nhỉ? Được bao nhiêu hôm rồi? Chắc là được tầm một tuần đấy nhỉ? Tuần mà. Không nhớ rồi. Có sự khó quá hả mẹ? Mày đi rửa tay sao ấy? Đi bảo với mày là không sờ nước lạnh nhiều nữa các bác ạ. Đang cúm. Thì cái này là phải đấy. Hả? Không rửa tay nữa. Đấy, đi ra kia. Không biết là ra đây rửa tay chân cho nó sạch ấy, nhưng mà đang ốm quá. Đây, ra đây sửa ấm một chút đi. Đấy, thời tiết vào cái thời điểm này thì là ban đêm bắt đầu là xe lạnh một chút rồi các bác ạ, đêm ấy.
của cô nó có vẻ là khá là đói hầm. Sao vừa rồi thì cơm cơm của buổi chiều nay đấy mày nhà đòi ăn nhưng mà nó bị thiêu mất ban ngày nóng quá đúng giờ mày nhà bảo đói rồi không chắc là lúc mà bị cảm ấy chắc là không muốn ăn gì đâu nhỉ nhưng mà ông bắt xá xong cho là đói đấy. Bắt đầu biết đói là cảm nhận là đói rồi thì sẽ khỏi nào nó đòi ăn cơm sớm mà tám cái rồi đi gì buồn ngủ rồi. Là một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 6 tuổi thôi. Cái người thân duy nhất là chỉ có một người ông. Ông thì năm nay là cũng sắp xỉ là gần 60 tuổi rồi các bác ạ. À. Tầm độ 10 năm nữa thì Mạnh là được Mạnh tầm độ 10 năm nữa thì Mạnh có thể là được 16 tuổi. Còn ông thì đến lúc đấy là đã được là 70. Chú đi tình thương của một người bố, một người mẹ. Đến năm nay thì thứ nhất là có hai, có duyên với là hai ông cháu. Và thứ hai thì sau khi mà chúng được xuống chia sẻ về đến hoàn cảnh của hai ông cháu thì cũng với lại là ông, có duyên với lại là các bác của Hùng Quân. Giúp đỡ cho hai ông cháu thì đến thời điểm hiện tại thì có thể đấy là một cái cái gọi là như là cái điều mà đối với ông là không có dám mơ ước nữa đúng không? Ừ, nhiều khi nữa mà. Ủa, cái nào cũng vậy. À, cháo này là tối nay là ông chỉ để mì chính với lại muối rồi hả ông? Vâng. Nhưng mà vừa rồi cháu biết là Mạnh bị ốm thì mua chút thịt băm mà cho xuống thịt băm xuống rồi. Ừ, mua sở nhập chồng nghỉ. Mạnh là bây giờ còn thấy khó chịu trong người không? Hả? Không à? Đấy, nồi cháo thì bây giờ đã sôi rồi các bác này. Đấy, để cho ông để đi. Nào, để cho ông để đi. Đấy, sang năm sau thì có thể là biết nấu cơm cho ông đấy ông nhỉ? Ừ. Mạnh thì còn bé thôi, còn rất là bé nhưng mà, còn tuổi rất là bé nhưng mà về cái về cái cách của bé sau này nếu mà được tầm độ là kêu là 1-2 tuổi nữa và đến lúc đấy là biết là phụ giúp là ông nhiều hơn bắt đầu buồn ngủ sao đấy cháo này thì nấu được tầm trong bao nhiêu phút thì ăn được không em rồi bấm xem nó niêm niêm thì được à mê ăn được đúng không mà em đừng có nghịch dây điện nhá, thì nó giật cho em đừng có nghịch. Ôi thế là ông là hôm nay là Mạnh là ốm là chưa thái được dâu lợn à? Chưa thái được. Đấy là dâu lợn này, mọi khi là ông là thường thường là làm mà sớm hơn cô bác. Phải nói là ở dưới nhà ông thì bây giờ cũng hầu như là không kém cạnh thì nhà hàng xóm ông nhỉ? Ừ. Có, thậm chí là còn sáng hơn đúng không ạ? Có, điện thì chỉ có sử dụng là một cái bóng điện ở phía bên này thôi. Còn ra bên này thì phía nhà bên kia thì có một cái bóng điện, một cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Còn ra cái chỗ tròi bên này nữa. Ừ. Đúc cửa lại bổ sung thêm nước nào không? Ừ. Đúng rồi. Để. Vào thêm ong lá hơn mà. Vậy là có vẻ như là vẫn còn là hơi hơi mệt một chút của bác nhìn thấy em thấy là khá là ỏi. Bây giờ là đợi sôi là được phải không? Buổi đêm thì hai ông cháu có ngủ đây không? Dạ? À ngủ ở nhà bé bé cái thôi à?
Có vẻ như là đêm nay chắc là lại mưa to hay sao đây này cô bác này. Có nhiều muối quá. Anh phải nói là sau khi mà làm nhà đấy các bác thì cái video này cũng là video mà muộn nhất cháu Lực là ghi hình đấy, và đồng thời thì hôm nay là nếu mà như mà Mạnh không có bị ốm ấy, cháu Lực không biết là Mạnh bị ốm ấy, thì chắc là cháu Lực cũng không có ghi hình là muộn như thế này cả. Mạnh ngồi ra đây một tí nào, Mạnh ngồi ra đây nói chuyện một tí nào, cho chú hỏi một tí. Ngồi xuống đấy, ngồi đấy. Thế là ở trong trường thì cô giáo bảo là mua những cái gì nào? Cái đỏ. Rồi. Cái gì nữa? Áo trắng. Rồi, cái gì nữa? Quần đen. Quần đen nữa à? Mạnh thử đứng lên cho chú xem nào, chú nhìn cái quần này xem nào. Ủa rồi. Có vẻ như là thời gian này Mạnh là lớn hơn nhiều này cô bác này. Cái quần này là bây giờ là chỉ đến đây thôi. Có vẻ như là Mạnh là lớn hơn nhiều đấy ông nhỉ? Cao hơn này. Cái quần này thì là hôm nọ là chắc là các bác là gửi lên cho thôi. Ông là định bán gà để đi mua kinh phí, mua bán gà để làm kinh phí học tập cho Mạnh đấy các bác. Cháu còn là chơi nhừ máy, để một tí nữa là mới nhừ thêm. Không có cái bát lo to không? Thanh niên này còn đòi ăn ớt nữa à? Lấy cháo để đây này cho nó nguội một tí nữa. Mày lấy cái nồi này để xuống gầm sàn đi mày. Còn khá là nóng nhỉ. Có thia không? Không có à? Này lấy cái nồi này để xuống gầm sàn đi. Lấy cái nồi này để xuống ghế. Nhấc đi, hai tay nhấc được chưa? Hai tay nào? Đèn hết tay rồi đấy. Còn nóng lắm đấy. Mày chắc là khá là đói rồi các bác ạ. Nào, chú dặn là trước khi ăn là phải mời công các bà mà. Nào. Rồi. Hò một chút rồi. Nhìn cái gì đấy? Đấy, ăn cháo đi. Đói rồi đấy. Nào để lên trên nồi này. Để cháo lên trên nồi này. Nào chú để cho. Ở đây nè, để lên trên này. Đấy. Đói rồi thì ăn trước đi, tí ông ăn sau. Nào mẹ ngồi qua quay ở đây nào, ngồi quay thì không tí nữa không rơi đấy, ngồi phải khoanh chân ăn đồng hoàng chứ. Hãy ăn nhanh lên đi, xong lại xong đi ngủ một chút nữa thì ngày mai là khỏi rồi. Đây là cháo không được cô bác nhá. Chỉ có để làm mắm muối với lại mì chính thôi. Hôm nay thì cháu Lực cũng, vừa rồi cháu Lực cũng chia sẻ đấy các bác là thứ nhất là không có biết Mạnh là bị ốm.
Và thứ hai thì cũng biết là về hai ông cháu là ăn uống là chỉ có ăn cháo không thôi. Ông mà cũng ăn đi ông. Đói quá rồi cho nên là lấy cho Mạnh ăn một bát trước. Còn là bên kia thì ông đang ninh cháo để cho nó nhừ thêm. Vâng. Và nếu như có bố có mẹ đấy các bác, thì là lúc ốm lâu như này thì còn bố mẹ mà chăm sóc, chứ không phải là đến lượt là như về đến tay của ông ấy. Nhưng mà hầu như là bây giờ phải nói là ông thì vì cũng vừa làm ông này, vừa làm bà này, vừa làm bố này, vừa làm mẹ nữa, dạy dỗ cho bé Mạnh. Đói thế này ăn được tầm bao nhiêu bát hả Mạnh? Ăn được 2 bát không? Ăn được à? Hay cố ăn nhiều vào thì mới khỏe được. Không biết là thấy con gì đây. Thấy cái con trùng không á? Không biết là con gì đây. Ê con này không phải đâu Mạnh ơi. Vứt đi con này ấy. Cái loại là con này là lấy nướng lên ấy. Nào ăn cơm đi. Cắn không? Mua muối á? À là hết muối rồi ông. Vâng. Vâng mai để mai cho xuống thì cháu mua cho. À. Ông là chưa ăn à ông? Cho nó nhiều thêm một tí á. Thế là Mạnh đói quá là cho Mạnh ăn trước thôi à? Ông xem là ăn được chưa? Hai ông cháu là cùng nhau ăn đi. Không biết là xúc cái gì đây. Vậy sắp ăn được hết một bát rồi. Còn ăn thêm không? Không. Không à? Đấy, ăn nhiều vào cho nó khỏe nhá. Là các bậc chín nào xem. Anh cũng phải nói là cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị đã luôn luôn yêu quý tới bé Mạnh cũng như là ông. Phải nói là cái sự kết nối của cháu Lực và gia đình của Mạnh, gia đình của hai ông cháu đến với lại Mạnh Thường Quân thì phải nói là đến cái thời điểm hiện tại cháu Lực nhìn nhận lại là rất là xứng đáng của bác ạ. Như các bác nhìn thấy đây là nếu như nhà này chỉ có hai ông cháu ở thôi, nếu như ông không có chăm chỉ, không có sự phấn đấu là ông cũng không có lợn này, không có trâu đâu cô bác. Ông mong sao là sau khi mà cháu được giúp đỡ ấy, thì cuộc sống hai ông cháu sẽ ổn định hơn để cho sau này Mạnh là học yên tâm học hơn cô bác. Thế là Mạnh là ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi à? Ông thì là bây giờ một tí nữa mới phải ăn sau cô bác ạ. Là công việc của ông là vẫn còn đang nấu cái cám lợn này này cô bác. Thì ông chưa ăn với Mạnh. Mạnh thì là đói hơn. Thế là no chưa? No rồi à? Nào thế Mạnh ra ngồi kia xong là chào tạm biệt các ông các bà đi. Đấy. Xong là một tí nữa là Mạnh lại đi ngủ rồi nhá. Hôm nọ Mạnh ốm là có đi ra chơi nước không đấy à? Không đi nghỉ nước đâu à? Thế là tự bị à? Hôm nọ là Mạnh không ra nghỉ nước đâu chưa ông? À. Thế là chắc là nắng quá đấy nhờ. Hãy ăn xong thì ngồi nghỉ một chút đã nhá, đừng có chạy đinh tai anh tinh nhá.
đêm muộn rồi, tối rồi. Đấy, để cho ông là ông một tí nữa ông làm xong ông còn ăn cơm của ông nữa. Mạnh thì còn bé quá là chưa giúp được ông là gì cả cô bác ạ. Ông ấy nấu xong cám lợn mới định ăn cơm à? Thế cái này là một tí là ông băm xong để đây luôn à? Đấy, đến sau khi mà lo liệu cho Mạnh là ăn cơm xong thì bây giờ mới chuẩn bị là đến ông là ăn cơm của bác. Ông thì bây giờ đang chuẩn bị là làm thêm cám lợn nữa thì ông mới ăn cơm. Thì có lẽ là cái video này nó cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Để chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của bác nhé. Còn bây giờ thì Mạnh chào tạm biệt công các bà xong là đi ngủ nhá. Rồi. Thế là ông là một tí là ông nhớ ăn cơm không nhá. Đấy, cũng muộn rồi chắc là cháu cũng xin phép là đi về đây. Còn một tí nữa Mạnh mà ốm như thế nào thì là bảo cháu nhá. Còn về cái ông định là bắt gà đi ấy, nhưng mà bắt gà để đi làm kinh phí đấy thì liệu là ông bắt bao nhiêu con gà thì mới đủ có số tiền 1 triệu đấy. Thế là một cân 100.000 là phải 10 cân thì mới được 1 triệu ông nhỉ. Đấy thì cháu xem là cái kinh phí nó như thế nào đã nhá. Thì nếu mà bây giờ không có được hết ấy thì buổi đến buổi thứ hai này Mạnh đi học là cần những cái gì nhất thì là cháu sẽ mua cái đấy trước. Thứ hai này thì Mạnh sẽ cần được cái gì không? Thế là để xem cái đấy là cháu sẽ giúp trước cái đấy phần đấy nhá. Còn là một cái phần khác thì để cho hai ông cháu mình cái đấy là tính sau. Đấy thì làm thế nào mà để cho Mạnh là đi học là mặc dù là mình không đáp ứng yêu cầu của nhà trường mấy nhưng mà cái thứ đấy thì mình bắt buộc là phải cần. Bây giờ mà không có ghế đấy thì là Mạnh sợ là Mạnh sẽ ngồi dưới đất. Đấy thì ngồi dưới đất thì rất là tội cho Mạnh. Đấy thì bây giờ là hai ông cháu mình kết thúc cái video đấy thôi ông ạ. Thì cháu cũng đi về ông nhá. Chào các em các chị nhá. Đấy, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác nhé. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Thank you.